Mở đầu bộ phim tại nhà của một cô gái tóc vàng. Cô ta cùng một người bạn của mình đến một căn phòng chứa đồ, để tìm vài món đồ cũ mà mẹ của cô để lại. Sau một lúc tìm kiếm, bọn họ bỗng tìm thấy một chiếc máy ảnh cũ. Cô bạn thân liền nảy ra ý tưởng, chụp cho cô gái tóc vàng một vài bức ảnh làm kỷ niệm. Cô ta sau đó ngồi xuống tạo kiểu, để cho người bạn của mình chụp hình. Ban đầu, bức ảnh trông có vẻ rất bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên sau khi người bạn kia đã rời đi, cô gái tóc vàng ở nhà một mình, bỗng nghe thấy trên lầu có tiếng động. Cô bước lên kiểm tra, nhìn thấy bức ảnh chụp khi nãy, lúc này có thêm một bóng đen đằng sau. Cô gái chưa hiểu chuyện gì, nhìn ra hành lang thì thấy một chiếc cầu thang dẫn lên phần áp mái. Do bản tính tò mò nên cô ấy đã ngay lập tức leo lên kiểm tra. Vừa lúc đó bỗng có tiếng động đằng sau bức màn. Cô gái từ từ bước đến, bất ngờ một bàn tay từ trong bóng tối lao ra chụp lấy, khiến cô ta ngã nhào xuống bên dưới. Cô gái chưa kịp la hét đã bị bóng đen kia xé xác thành từng mảnh. Chuyển cảnh vài tuần sau đó, nhân vật chính của chúng ta là cô gái tên Bớt. Cô hiện đang học trung học và có sở thích lớn nhất là chụp ảnh. Bất cứ nơi nào, Bớt cũng đều có thể lấy máy ra chụp. Hôm đó cô gái vô tình chụp trúng Connor, cũng là người mà cô thầm thích nhưng chưa dám ngỏ lời. Sau khi tan học, Bớt đã đến làm thêm tại một tiệm đồ cổ gần nhà. Hôm đó Tyler, cậu nhân viên làm chung, đã mang đến một vài món đồ cũ, trong đó có một chiếc máy ảnh kỳ lạ. Bớt nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cô cho biết chiếc máy này đã ngưng sản xuất từ rất lâu. Nó thực sự là một món đồ quý hiếm. Nhìn thấy cô gái có vẻ thích thú, Tyler đã tặng chiếc máy ảnh cho cô. Bớt liền vội cầm lên, chụp cậu thanh niên một vài tấm. Cô gái không biết rằng, điều đó sẽ khiến cậu ta gặp tai họa. Chiều hôm đó, Bớt sau khi tan làm thì trở về nhà. Cô rất hứng thú với chiếc máy ảnh mới, nên đã định chụp thử thêm vài tấm. Bớt chọn chú chó nhà mình là mục tiêu. Tuy nhiên khi vừa giơ chiếc máy ảnh lên, chú chó bỗng nhiên sợ hãi thứ gì đó liền lùi lại. Ngay khi Bớt định nhấn nút chụp, bất ngờ cô bạn thân Cassie liền xông vào phòng. Cô ấy thông báo tối nay là Halloween, sẽ có một buổi tiệc linh đình được tổ chức và muốn rủ Bớt cùng đi với mình. Cô gái ban đầu tỏ vẻ không muốn đi, do cô là người hướng nội, thế nhưng trước sự nài nỉ của Cassie, Bớt không còn cách nào phải đồng ý. Tối hôm đó, bọn họ cùng một cặp đôi khác trong lớp là Mina và Devin đã vui vẻ lái xe đến bữa tiệc. Bớt còn không quên mang theo chiếc máy ảnh mới của mình. Cô bỗng để ý đến bức ảnh chụp cậu bạn Tyler ở chỗ làm. Đằng sau cậu ta có dính một bóng đen kỳ lạ nào đó. Bớt không biết rằng lúc này, cậu thanh niên đang gặp nguy hiểm. Tyler khi đó vẫn đang một mình ở chỗ làm. Trong lúc đang kiểm tra chiếc máy chiếu, bỗng dưng trên màn hình xuất hiện một bóng đen kỳ lạ. Tyler cảm thấy sợ hãi, liền từ từ cầm búa bước đến trước tấm màn. Thế nhưng khi vạch ra thì lại không thấy ai. Cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng ngay từ đằng sau, bất ngờ tấm màn từ từ dịch chuyển. Về phía Bớt, lúc này cũng đã đến chỗ buổi tiệc. Chủ trì là một cô bạn xinh đẹp. Cô ta thích bói bài Tarot, mọi vị khách khi đến đây đều sẽ được bóc một lá bài. Trùng hợp thay, lá mà Bớt bóc chúng lại là lá The Dead, có nghĩa là thần chết. Điều này có nghĩa là gì? Trong lúc đang mải suy nghĩ, cô gái bỗng dưng gặp được Connor, người mà cô thầm thích ở trường. Cậu ta vui vẻ đến bắt chuyện, còn hỏi cô gái về chiếc máy ảnh trên tay. Với vốn kiến thức của mình, Bớt hào hứng giải thích về giá trị của nó. Bọn họ đang nói chuyện thì cặp đôi Mina và Devin bỗng bước đến, đề nghị dùng điện thoại tự sướng một tấm. Tuy nhiên, Bớt liền nghĩ ra ý tưởng, sẽ dùng chiếc máy ảnh của mình để chụp hình cho cả nhóm. Khi cô gái chuẩn bị đếm đến 3, bất ngờ cô bạn thân Cassie cũng nhảy vào chung vui, khiến bức ảnh chụp dính cả 4 người bọn họ. Sau khi xem qua bức ảnh không có gì bất thường, cả nhóm vui vẻ rời đi. Lúc này cô bạn chủ trì buổi tiệc bỗng bước đến, trách móc Bớt không rủ mình chụp chung, nên đã lấy máy ảnh của cô gái và tự sướng một mình. Vừa lúc đó bất ngờ Bớt nhận được thông báo từ phía cảnh sát, yêu cầu cô đến đồn ngay lập tức. Bọn họ sau đó thông báo rằng cậu bạn Tyler ở tiệm đồ cổ đã chết. Điều này khiến Bớt vô cùng sốc. Cô không hiểu lý do vì sao một người khỏe mạnh như cậu ta lại chết một cách đột ngột như vậy. Cô gái sau đó về nhà và xem lại bức ảnh cậu thanh niên, thì thấy bóng đen sau lưng cậu ta đã biến mất. Thế nhưng lúc này, nó lại chuyển sang bức ảnh chụp cô bạn chủ trì buổi tiệc. Khi đó đã là nửa đêm, buổi tiệc đã tàn, mọi người cũng đã về hết. Cô gái một mình dọn dẹp đồ đạc. Tuy nhiên bằng một cách nào đó vẫn không chịu mở đèn. Khi vừa bước xuống tầng hầm, bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân trên đầu. Cô gái vô cùng sợ hãi. Khi bước lên kiểm tra thì kinh hoàng. Cô gái hoảng sợ liền bỏ chạy, nhưng không may lại bị vấp ngã, cuối cùng trở thành nạn nhân phải bỏ mạng tiếp theo. Sáng hôm sau, Bớt vừa ngủ dậy thì nghe tin rằng cô bạn chủ trì buổi tiệc tối qua đã qua đời. Cái xác của cô ấy bị xoay ngược 180 độ trông vô cùng đáng sợ. Bớt cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Khi kiểm tra bức ảnh chụp tối qua thì phát hiện bóng đen sau lưng cô bạn kia đã biến mất. Giờ đây nó lại chuyển sang bức ảnh chụp 4 người trong nhóm. Bớt nhìn thấy thì vô cùng hoảng hốt, bèn đến trường và kể lại mọi chuyện cho cả nhóm. Cô cho rằng chiếc máy ảnh này có thể có liên quan đến cái chết của hai người bạn gần đây.
Tuy nhiên cậu bạn Devin lại không tin, bảo rằng Bert chỉ đang đọc quá nhiều chuyện kinh dị, sau đó còn dùng bật lửa thiêu rụi bức ảnh. Thế nhưng điều kỳ lạ bất ngờ xảy ra. Ngay khi ngọn lửa vừa cháy đến tay của Mina, thì ở bên ngoài, cô gái bỗng dưng cũng bị cháy ở chỗ tương tự. Bọn họ vô cùng hoảng hốt. Devin cố gắng dập lửa, thế nhưng nó vẫn không chịu tắt. Trong lúc nguy cấp, Bert bỗng nhìn thấy bức ảnh, bèn chạy đến dập tắt ngọn lửa. Cô sau đó kinh hoàng khi chứng kiến, bức ảnh từ từ khôi phục lại như trước, hoàn toàn không có chút tổn hại gì. Cô bạn Mina sau đó được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, may mắn vết thương không quá nặng. Lúc này cả nhóm mới tin những gì Bert nói. Bọn họ bảo cô gái nên tìm thêm thông tin về chiếc máy ảnh này. Bert chợt nhớ ra, mình lấy nó ở cửa hàng đồ cổ, bèn cùng cậu bạn Connor lái xe đến đó tìm kiếm. Sau cái chết của cậu bạn Tyler hôm trước, cửa tiệm giờ đây cũng đã bị phong tỏa. Bert một mình lẻn vào trong tìm kiếm. Cô gái sau đó tìm thấy cái túi da đựng chiếc máy ảnh, thế nhưng chưa kịp rời đi, bất ngờ phát hiện một bóng đen bí ẩn ngay gần đó. Bert sợ hãi lập tức bỏ chạy, nhưng không may lại bị vấp ngã, vô tình kích hoạt thiết bị đốt nóng trong nhà bếp. Bóng đen sau đó đã đuổi đến, nhưng nó chỉ dừng lại trước cửa mà không bước tiếp. Bert nhân cơ hội liền vội bỏ chạy ra ngoài. Cô sau đó kể lại cho Connor về những gì mình vừa chứng kiến. Cậu ra bảo rằng cô gái cũng đang gặp nguy hiểm. Trong bức ảnh chụp 4 người, Bert đã vô tình có mặt bởi ảnh phản chiếu từ tấm gương đằng sau. Nhận thấy bóng đen vừa tấn công mình có thể có liên quan đến chuyện này, Bert liền gọi cho cô bạn Mina ở bệnh viện, cảnh báo cô gái nên cẩn thận. Mina sau đó cố gắng gọi y tá, thế nhưng không thấy ai trả lời. Khi vừa định bước ra ngoài, đến khi cậu bạn trai Devin quay trở về phòng, thì mọi chuyện đã quá trễ. Cậu ta kinh hoàng chứng kiến, xác người yêu mình bị treo lơ lửng trên không. Cảnh sát sau đó đã đến để điều tra, tuy nhiên bọn họ cho rằng đây chỉ là một tai nạn thông thường. Devin tức giận đổ lỗi cho Bert, cùng chiếc máy ảnh của cô đã khiến cả nhóm ra nông nỗi này. Cô gái buồn bã nên đã xin lỗi rồi một mình rời đi. Connor thấy vậy đã đến an ủi, và động viên cô gái nên tìm cách để hóa giải lời nguyền. Bọn họ sau đó tìm kiếm trong chiếc túi đựng máy ảnh, tìm thấy một mảnh da cũ. Trong đó ghi lại một vụ án mạng vào năm 1974. Cả hai liền đến thư viện trường và tìm kiếm thông tin. Bọn họ sau đó biết được rằng vào năm 1974, đã có một vụ án mạng xảy ra. Một ông thầy giáo tên Joseph đã bắt cóc 3 học sinh của mình và giết chết thương tâm. Ông ta sau đó cũng bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường. Bert nhận ra chiếc máy ảnh này chính là của ông thầy giáo sát nhân năm xưa. Cả nhóm nhanh chóng tìm kiếm thông tin về ông ta, biết được rằng ngôi nhà của ông ấy giờ đây đã được một người phụ nữ khác mua lại. Trong lúc bọn họ không biết phải làm gì tiếp theo, thì cậu bạn Devin bỗng giật chiếc máy ảnh và định đập nát nó. Cả nhóm thấy vậy thì liền chạy đến ngăn cản. Trong lúc hai thanh niên đang giành giật, đã vô tình bấm vào nút trên chiếc máy, khiến nó chụp trúng gương mặt của Devin. Cậu ta kinh hoàng khi phát hiện bóng đen từ trong bức ảnh 4 người, giờ đã chuyển sang về phía mình. Connor trong lúc hốt hoảng, định sẽ lấy máy ảnh chụp hết những người còn lại trong nhóm, để chuyển bóng đen kia sang phía bọn họ. Thế nhưng khi vừa chuẩn bị bấm nút, Cassie đã bất ngờ dùng cây viết đâm xuyên vào bàn tay trong bức ảnh của Devin, khiến cậu ta bên ngoài cũng bị đâm ở chỗ tương tự. Devin vô cùng đau đớn xen lẫn tức giận, liền xông đến xô sát với cả nhóm. Một ông cảnh sát gần đó nhìn thấy, định đến can ngăn liền bị cậu ta đánh mạnh vào mặt. Devin nhanh chóng bị bắt tạm giam vì tội chống đối cảnh sát. Bất cùng Connor cố gắng đến giải thích về chiếc máy ảnh bị nguyền rủa, tuy nhiên ông cảnh sát trưởng không tin những gì họ nói. Nhận thấy không thể dựa dẫm vào cảnh sát, Bert quyết định sẽ tự giải quyết chuyện này một mình. Cô sau đó cùng Connor đã lái xe đến ngôi nhà của gã thầy giáo sát nhân trước đây. Bọn họ sau khi tìm hiểu thì biết rằng, người phụ nữ đã mua lại ngôi nhà đó, không ai khác chính là vợ của ông ta. Bert đến gặp người phụ nữ và nói về chiếc máy ảnh, khiến bà ta vô cùng ngỡ ngàng. Người phụ nữ sau đó đã kể lại mọi chuyện, rằng chiếc máy ảnh này trước đây là món quà mà chồng bà đã mua để tặng cho cô con gái của bọn họ. Cô bé là một người hiền lành xinh xắn, nhưng vì mắc một bệnh hiểm nghèo nên ở trường thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Trong đó có một đám thanh niên gồm 4 tên thường xuyên bắt nạt cô bé. Bọn chúng vào một đêm đã dụ dỗ cô bé ra ngoài, sau đó dùng chính chiếc máy ảnh chụp hình nhạy cảm của cô và gửi đi khắp trường. Cô bé gái vì quá đau khổ nên đã chọn cách tiêu cực. Chồng bà ta sau khi biết chuyện đã quyết định sẽ trả thù tất cả. Ông ta bắt 4 tên học sinh, trói chúng lại và xử lý từng đứa một. Tuy nhiên khi chuẩn bị ra tay với đứa cuối cùng, thì cảnh sát bất ngờ ập đến bắn chết ông ta. Người đàn bà bảo rằng chồng mình sẽ không bao giờ dừng lại, nếu 4 kẻ thủ ác vẫn chưa phải trả giá. Trong khi đó, cậu bạn Devin ở nhà lao, lúc này chuẩn bị trở thành nạn nhân tiếp theo. Cậu ta nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nhìn ra khe cửa thì kinh hãi phát hiện một bóng đen trước mặt. Nó sau đó đập cửa liên tục, khiến Devin sợ hãi chỉ biết im lặng. Một lát sau, mọi thứ dần yên ắng trở lại, cậu thanh niên vừa hé mắt nhìn ra, bất ngờ bóng đen kia đã đứng sau lưng từ lúc nào. Nó lao đến xiêng một nhát vào người, khiến cậu ta chết ngay lập tức. Lúc này Connor bỗng phát hiện, bóng đen trong bức ảnh của Devin đã biến mất.
nó lại chuyển sang bức ảnh chụp bốn người bọn họ. Nhận thấy không còn nhiều thời gian, cậu ta liền yêu cầu bớt nhanh chóng quay về. Cô gái sau đó gọi điện cho Cassie, bảo cô mau đến trường học ngay lúc này. Bọn họ cần tìm ra danh tính người thứ tư trong nhóm bắt nạt năm xưa. Cả hai lục tìm những quyển album cũ trong trường, phát hiện ra người đó không ai khác, chính là ông cảnh sát trưởng hiện tại. Tuy nhiên bọn họ chưa kịp làm gì, bất ngờ ông ta lại xuất hiện, tay còn dẫn theo cô bạn Cassie. Cảnh sát trưởng cho rằng cả nhóm đã lẻn vào đây bất hợp pháp, yêu cầu bọn họ nhanh chóng trở về nhà. Bớt không ngần ngại kể hết mọi việc về quá khứ trước đây của ông ta. Cô cho rằng chính ông ấy là nguyên nhân khiến cả nhóm dính phải lời nguyền chết chóc này. Còn ở sau đó cầm máy ảnh và chụp một bức ảnh về phía ông cảnh sát, tưởng rằng lời nguyền sẽ được hóa giải. Tuy nhiên ông ta lúc này mới tiết lộ toàn bộ sự thật. Câu chuyện bọn họ nghe được là hoàn toàn bịa đặt. Ông thầy giáo Joseph khi đó là một kẻ biến thái, thường xuyên bắt con gái mình ở nhà và hành hạ cô bé. Bốn người nhóm bọn họ vì muốn giải thoát cho cô bé nên đã cố gắng lẻn đến nhà ông thầy tìm kiếm bằng chứng giao nộp cho cảnh sát. Tuy nhiên không may ông ta phát hiện. Gã thầy giáo lo rằng bí mật của mình bị bại lộ nên đã giết chết cả nhóm để bịt đầu mối. Cô con gái vì cảm thấy tội lỗi, cho rằng vì mình mà các bạn bị sát hại nên đã quyết định nguyên sinh ngay sau đó. Vợ của gã thầy giáo là người đã gieo rắc câu chuyện sai sự thật này từ đó cho đến nay. Ba người họ khi nghe xong thì vô cùng ngỡ ngàng. Bất ngờ vừa lúc đó, đèn hành lang chợt tắt, một bóng đen ở đằng xa từ từ bước đến. Cảnh sát trưởng bèn dùng súng bắn về phía nó, thế nhưng không hề có tác dụng. Bóng đen sau đó cầm lấy bức ảnh chụp ông ta và xé ra làm đôi, khiến cơ thể ông cảnh sát cũng chịu số phận. Nó sau đó nhanh chóng lao đến, đâm vào chân của Cassie khiến cô bị thương. Bớt liền vội vã dìu cô gái chạy trốn. Bọn họ chạy vào trong chỗ nhà tắm. Lúc này bớt chợt nhớ ra, bóng đen kia dường như sợ không khí nóng. Cô gái liền mở hết vòi hoa sen, sau đó ngồi bên trong cố thủ. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Bóng đen chỉ đứng đó một lúc và liền rời đi. Bớt sau đó ra ngoài và gặp được Connor. Cậu ta nói cho cô nghe về kế hoạch của mình. Nếu bóng ma kia giết người dựa trên bức ảnh, vậy sẽ thế nào nếu bọn họ chụp được hình ảnh của nó? Cả hai quyết định sẽ đánh cược chuyến này. Bọn họ quay trở lại nhặt chiếc máy ảnh. Tuy nhiên hồn ma bất ngờ xuất hiện tấn công, sau đó lôi Connor đi mất dạng. Bớt vì muốn cứu cậu bạn nên đã lấy máy ảnh tự chụp chính gương mặt mình, khiến bản thân trở thành mục tiêu của bóng đen. Bớt sau đó liền bị nó truy đuổi. Cô gái cố gắng chạy đến phòng rửa ảnh, tuy nhiên không may lại bị vấp ngã. Bóng đen nhanh chóng xuất hiện, bóp chặt lấy cổ của bớt và nâng lên, định sẽ ra tay kết liễu. Thế nhưng cô gái liền chấp thời cơ, đưa máy ảnh lên và chụp chính gương mặt của nó. Bớt dùng hết sức bóp nát bức ảnh, khiến hình dạng bóng đen cũng ngay lập tức bị vặn vẹo. Tuy nhiên dường như nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn chuẩn bị lao đến tấn công cô gái. Bớt sau đó đã tung đòn kết liễu, đốt cháy bức ảnh khiến bóng đen ngay lập tức tan thành tro bụi. Nhờ trí thông minh và lòng can đảm của mình, bớt đã thành công phá giải được lời nguyền. Bọn họ sau đó kiểm tra bức ảnh thì không còn nhìn thấy bóng đen kia đâu nữa. Cuối phim, bớt đã một mình mang chiếc máy ảnh ra bờ sông và ném nó xuống dòng nước, kết thúc lời nguyền đáng sợ đã kéo dài hơn chục năm trước. Bộ phim đến đây đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, hãy để lại bình luận bên dưới. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.